Sáng ngày 27 tháng 10, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư năm 2021. Tới dự có Thượng tá Tà Hồng Sơn, Ủy viên Ban Nội vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện, cùng với 48 đồng chí là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Trong 1,5 ngày, 48 đại biểu là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lang Chánh. Các đại biểu được quán triệt các nội dung gồm một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, xây dựng thôn bản vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lớp bồi dưỡng đợt này có nhiều nội dung mới, thiết thực, là dịp để cán bộ và những người có uy tín trong cộng đồng trang bị thêm những kiến thức, nắm vững đường lối quan điểm của Đảng, từ đó vận dụng tốt vào cương vị, chức trách của mình, cũng như phát huy tốt uy tín của cá nhân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, nhận thức các hành động phá hoại của các thế lực thù địch, đồng thời xây dựng thôn bản vững mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh. Kết thúc lớp tập huấn, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 48 học viên có thành tích xuất sắc đã hoàn thành tốt khóa học. Phát biểu tại lễ bế giảng, Thượng tá Tạ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà các học viên đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các đồng chí quán triệt thực hiện tốt các nội dung, phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tự học tập nghiên cứu, bổ sung những kiến thức đã học, vận dụng sáng tạo hiệu quả trong quá trình công tác, làm tốt công tác tuyên truyền cùng các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là về lĩnh vực quốc phòng an ninh, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc,